Công thức nấu canh măng ngon xuất sắc chỉ với một thứ gia vị quen thuộc, tha hồ ăn mà không sợ độc. Món canh măng giòn giòn, kết hợp với nước dùng ngon ngọt, không ngán ngấy chút nào cho bữa cơm gia đình bạn thêm hoàn hảo hơn. Nguyên liệu cần chuẩn bị: 400g xương, 2 cây măng nhỏ, 1 củ cà rốt, 10ml rượu nấu ăn, 1 ít muối, 2g bột ngũ vị hương, 1 hoa hồi, 1 mảnh quế, gừng, hành lá. Cách loại bỏ độc tố của măng: bóc hết bẹ lá, vỏ măng, rửa sạch đất cát rồi có thể cắt thành lát mỏng, hoặc xé nhỏ thành sợi đem ngâm vào nước sạch qua đêm cho bớt độc, rồi rửa lại trước khi chế biến thành các món ăn. Măng tươi hái về bóc vỏ, bỏ vào nồi nước luộc, luộc đi luộc lại khoảng 2-3 lần. Sau đó mang ra ngâm nước gạo trong vòng 2 ngày là ăn được. Thay nước gạo thường xuyên, 2 lần trên ngày, hoặc luộc nhiều lần qua nước sôi rồi xả lại bằng nước sạch. Đến khi nào măng mềm nghĩa là chất đắng đã được loại bỏ, lúc đó mới đem chế biến món ăn. Bóc vỏ, cắt thành từng lát nhỏ, bỏ thêm nấm lá rau ngót rồi cho vào nồi luộc qua một lần. Khi măng đã chín, chắc hết nước nóng đi, rồi đổ nước lạnh vào, vớt bỏ lá rau ngót và xả lại với nước lạnh một lần nữa là có thể đem chế biến món ăn. Măng tươi để cả vỏ rồi xếp gọn vào trong nồi, cho thêm vài trái ớt đã bỏ hạt, cho nước gạo vào ngập gần hết măng. Đun lửa vừa, khi thử thấy măng mềm thì tắt lửa. Chờ măng nguội, vớt ra lột vỏ, rồi xả lại vài lần bằng nước sạch, măng sẽ không còn vị đắng và có thể đem chế biến món ăn. Lưu ý, trong quá trình luộc măng, khi nồi măng sôi cần mở vung nồi để chất độc có trong măng sẽ thoát ra ngoài, và những măng tre có màu trắng hoặc vàng bất thường hoặc có mùi lạ. Dấu hiệu của mùi lạ là măng đã được ngâm hóa chất thì nên loại bỏ và không nên sử dụng. Sơ chế nguyên liệu: xương rửa sạch chặt miếng vừa ăn, cho xương vào chảo hoặc nồi, thêm nước rồi luộc sôi khoảng 2 phút sau đó rửa sạch lại. Măng sơ chế sạch rồi thái vát tạo miếng dạng con thoi. Cà rốt gọt vỏ rửa sạch rồi thái khối. Hành lá thái nhỏ, gừng thái lát. Cách làm canh măng nấu xương như sau. Bước 1, cho xương vào nồi, thêm lượng nước vừa ăn rồi thêm hoa hồi, quế, gừng, rượu, bột ngũ vị hương và cốc hành vào. Đậy nắp đun sôi, hạ nhỏ lửa đun khoảng 30 phút sau đó thêm măng vào đun thêm khoảng 20 phút nữa. Bước 2, cuối cùng cho cà rốt vào, đun nhỏ lửa trong 5 phút rồi nêm thêm chút muối cho vừa ăn. Tắt bếp, thêm hành lá thái nhỏ vào là hoàn thành. Chúc bạn thực hiện thành công.